Chiến thần Thánh Y, chương 2141, đừng nói nhiều, tôi sẽ giết ông đấy. Trên đỉnh núi, đám người dừng lại quan sát, trong đó có đạo sĩ Minh Tâm và cung trang Mỹ Nữ. Đạo sĩ Minh Tâm giết một tiếng, hơi thất vọng, lên tiếng, tôi còn tưởng rằng là ai, hóa ra cũng chỉ là một người tầm thường, thật sự chẳng có gì đặc biệt khiến tôi chú ý đến. Cung trang Mỹ Nữ khinh thường nói, chỉ là một tên nhóc, không cần quá để tâm làm gì. Đạo sĩ Minh Tâm nói tiếp, để Lưu Quang đối phó với cậu ta xem thực lực cậu ta như thế nào. Nếu ngay cả Lưu Quang, cậu ta cũng không đánh được thì không cần đánh nhau làm gì cho phí sức. Đường Tuấn nhìn người đàn ông trung niên đang ngồi trên tảng đá, nhíu mày hỏi, các ông muốn ngăn cản tôi sao? Người đàn ông trung niên cười lạnh một tiếng, nói thương cậu là hậu bối, tôi nhường cậu một kiếm. Nhường cho tôi một kiếm. Audio điện tử võ tấn bền. Đường Tuấn không nhịn được cười lên, khinh miệt nói, ông nghĩ ông có đủ bản lĩnh không? Sắc mắt người đàn ông trung niên hơi biến đổi, sau đó quát lên, đừng có nói linh tinh. Nói xong, ông ta đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ. Một giải lụa màu bạc vung vào trong không trung, như thủy ngân bị nổ, nhanh đến mức không thể tin nổi. Đạo sĩ Minh Tâm vỗ tay khen ngợi, quả nhiên là chủ nhân của điện lưu quang, thanh kiếm này có thể so sánh với ánh sáng. Đừng nói đối phó với một kẻ mới nhập môn hóa thần, ngay cả đấu với hóa thần cũng tự tin. Người đã ông trung niên vô cùng tự hào về thanh kiếm của mình, trên mặt tươi cười. Quá chậm, bỗng nhiên, một tiếng quát khẽ rõ ràng vang lên. Đường Tuấn vỗ tay, nhanh hơn một nhịp, đập lên thân của thanh kiếm. Con, tiếng linh kiếm va vào nhau, ngay lập tức bắn mạnh trở về. Người đàn ông trung niên nắm chặt thanh kiếm, còn chưa kịp kinh ngạc đã thấy thân ảnh của đường Tuấn như thần ma lao tới đỉnh đầu của ông ta, tát một cái. Bốp, một âm thanh chói tay vang lên. Trên mặt người đàn ông trung niên bây giờ xuất hiện thêm một dấu bàn tay. Vậy mà đường Tuấn dám tát ông ta một cái, hơn nữa, ông ta lại không thể tránh được. chương 2142, chúng ta tới chậm mất rồi. Người đàn ông trung niên không cam lòng, ông ta vốn định dạy cho đường Tuấn một bài học, không nghĩ rằng người mất mặt lại là mình, sức mạnh của đường Tuấn khác hẳn so với tưởng tượng của ông ta. Vụt, mấy người đạo sĩ minh tâm cùng trang mỹ nữ cũng xuất hiện đứng bên cạnh người đàn ông trung niên không nói gì trên mặt mang theo ý cười lạnh giống như đang cảnh cáo đường tuấn đường tuấn nói thật thú vị ba người không sợ sau này bị tôi trả thù sao lúc này anh tất nhiên có thể đoán được thân phận của những người này đạo sĩ minh tâm nói có thể sống hết ngày hôm nay rồi nói tiếp cung trang mỹ nữ châm chọc nói cậu có thể làm được sao đường tuấn không thèm giải thích quay người rời đi nhàn nhạt nói hy vọng mấy người không hối hận đợi đến khi đường tuấn biến mất ở đỉnh núi cung trang mỹ nữ quay sang nhìn người đàn ông trung niên trầm giọng nói điện lưu quang các người một chân đứng hai thuyền sao sắc mặt người đàn ông trung niên trầm xuống anh ta nói ý là vừa rồi tôi cố ý nương tay sao cung trang mỹ nữ nói không phải sao người đàn ông trung niên lạnh lùng nói vậy sao các người không tự mình ra tay đi ông ta bị đường tuấn tắt một cái, thế mà lại bị người khác nói rằng đang cố ý nhường. Cung trang Mỹ nữ nhìn hướng đường tuấn vừa rời đi, nói, nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ ra tay. Người đàn ông trung niên trong lòng không khỏi cười lạnh. Chỉ khi trực tiếp đối mặt với đường tuấn, mới có thể biết đường tuấn đáng sợ như thế nào. Sức mạnh của ông ta và cung trang Mỹ nữ cũng không khác nhau lắm, nếu thực sự đánh với đường tuấn, kết quả cũng không tốt hơn. Nơi cao nhất của lưỡng giới, có một chỗ gọi là lưỡng giới bình. Bây giờ, Trì Hòa Vũ đang ngồi ở trên bình đài, hai mắt khép hờ như đang ngủ. Đường Tuấn rất nhanh đã tới lưỡng giới, Trì Hòa Vũ đột nhiên mở to mắt, trong mắt anh ta bắn ra tinh quang, giống như muốn xuyên thủng hư không. chương 2143 đã vô địch rồi. Thần sắc của Đồ Yên Nhi chợt run lên, trong mắt chợt lộ ra vẻ ước ao. Một phần nghìn, vậy vẫn còn có cơ hội thắng. Trong lòng thịnh tư đường thở dài nói. Nhóc con, tôi chỉ không muốn đả kích con, đừng nói là Đường Tuấn cho dù là có là tôi thì cũng không phải là đối thủ của Trì Hòa Vũ. Lúc này Trì Hòa Vũ nhe răng cười một tiếng nói, bây giờ chắc là anh đang rất hối hận. Anh ta nhìn Đường Tuấn nói, trong lòng anh hẳn rất nghi ngờ tại sao tôi lại có thể bước vào Hóa Thần cảnh trung kỳ đúng không? Nói ra câu này, trong lòng các vị cảnh giới Hóa Thần lập tức nổi lên một ngọn lửa nóng, họ ngưng lại nhìn Trì Hòa Vũ. Mỗi thế giới đều có một tầng che chắn không thể nhìn thấy được, sau khi sinh linh tu vi sinh tồn trong thế giới này đạt đến trình độ nào đó thì tầng che chắn này sẽ là trở ngại trên con đường tu luyện của tu sĩ. Mà hạn mức cao nhất của tu vi ở thế giới man hoang chính là hóa thần cảnh trung kỳ. Đây là một sự công nhận đúng đắn, không có ai có thể vi phạm. Trì Hòa Vũ nhìn về phía thịnh tư đường, cười nói tôi thành công rồi. Câu nói này thực sự khiến người ta không đoán được nhưng sắc mặt Thịnh Tư Đường bỗng nhiên thay đổi nói, "Cậu đã liên lạc với ngoại vực rồi sao?" Thân là nhậm chức giám đại sứ, Thịnh Tư Đường biết rất rõ lai lịch Thần Đình. Thần Đình của thế giới Man Hoang chỉ có một chi nhánh Thần Đình thực sự. Thần Đình là nhân vật lớn trong trung tâm ngân hà. Những năm gần đây, mỗi giờ mỗi khắc Thần Đình đều không muốn liên hệ với ngoại vực, đáng tiếc những ánh mắt của các đại năng chưa từng chú ý đến biên thủy của thế giới thất hoang từ lâu thịnh tư đường đã không còn ôm bất kỳ hy vọng gì nữa nhưng bây giờ trì hòa vũ lại nói anh ta liên lạc được với ngoại vực. Trì hòa vũ ngạo nghễ nói, đương nhiên rồi, thịnh tư đường, ông không làm được thì chẳng lẽ trì hòa vũ tôi cũng sẽ không làm được sao? Trong nháy mắt dường như thịnh tư đường già đi mười mấy tuổi, ông ta cười khổ nói chẳng trách cậu lại có thể đột phá. Chỉ có người của ngoại vực ra tay thì mới có bản lĩnh lớn như vậy để đột phá bình chướng vô hình kia. Trì Hòa Vũ nhìn về phía đường Tuấn, đưa tay ra nắm nhẹ vào hư không rồi nói, loại lực lượng này đã vượt ra thì thiên địa cũng đều sợ hãi. Nói xong anh ta dẫm chân nhẹ một cái, mảng thiên địa này bỗng nhiên bắt đầu chấn động, vô số tia sáng tụ ở trên mặt của Trì Hòa Vũ khiến anh ta có một khí tức thần kỳ không thể xâm phạm. Thịnh tư đường, đạo sĩ Minh Tâm và vài vị cảnh giới hóa thần cùng nhau thất thanh, cậu ta đã đạt đến loại này cảnh giới này rồi chương 2144, đây là thiên địa trị uy. Bum, một tiếng, đường Tuấn bị đánh bay ra ngoài, trên vai anh xuất hiện một vết máu. Trì Hòa Vũ cười đắc ý nói, nhìn thấy không, đây chính là tranh lệch của anh và tôi. Bây giờ tôi có thể tiện tay đánh anh bị thương, trong mắt tôi, anh không khác gì con kiến trên mặt đất. Trong lúc nói, thế công của Trì Hòa Vũ càng hung hiểm hơn, một trường lại tiếp một trường, vô số khí tức ác liệt còn sắc bén hơn so với linh kiếm vài phần, xoẹt 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 áo bào trên người đường tuấn bị xé nát vết thương trên thân thể ngày càng nhiều máu nhuộm đỏ trên áo của anh đồ yên nhi rơi nước mắt quay đầu đi cô ấy thực sự không đành lòng tiếp tục nhìn nữa đạo sĩ minh tâm cảm khái nói kém một bước thật không ngờ lại lớn như vậy trước đó tôi còn nghĩ rằng mình có thể đấu cùng trì hòa vũ một trận bây giờ xem ra là mình nghĩ quá nhiều rồi sắc mặt của cung trang mỹ nữ nghiêm trọng nói thật là đáng sợ cho dù ba người chúng ta liên thủ cũng không phải đối thủ đạo sĩ lưu quang lạnh lùng nói ít nhất người chết không phải là chúng ta anh chỉ có chút thủ đoạn này thôi sao đúng lúc này âm thanh của đường tuấn truyền ra chị hòa vũ hử lạnh rồi nói bị tôi đánh đến mức không còn sức nữa mà còn dám điên cuồng nói vậy đường tuấn cười nhạt một tiếng thật sao một luồng ánh sáng bao phủ lấy anh trong chốc lát vết thương trên người anh đã khỏi hẳn chị hòa vũ ngơ ngác trong ánh mắt lộ ra một tia nóng rực. Có thể nhanh chóng chữa trị vết thương như vậy, có lẽ trong tay đường Tuấn có một loại bảo vật bí mật nào đó. Trì Hòa Vũ bình tĩnh lại, lấy ra một hạt trâu màu xanh lam và nói là tôi đã xem thường anh, anh rất mạnh, nhưng dừng lại ở đây thôi. Tâm niệm anh ta vừa động, hạt trâu màu xanh lam trong tay đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, bùm một tiếng, dường như nước chút xuống vô cùng vô vận chương 2145, không nghe lời tôi thì chẳng lẽ nghe lời cậu chắc. Có chút thủ đoạn, nhưng hạt châu này của tôi chính là bảo vật tế luyện mấy trăm năm. Nếu như vẫn không giết được anh thì chẳng phải sẽ uổng phí mấy trăm năm của tôi sao? Hai tay chỉ hòa vũ khoanh trước ngực, anh ta khẽ cười lạnh. Những người khác đều lắc đầu, đương nhiên hạt châu này sẽ là bảo vật bí mật vô cùng lợi hại đủ để giết hóa thần. Đường Tuấn vừa mới trở thành hóa thần chưa được bao lâu thì có thể lấy ra bảo vật gì để chống lại chứ? Hơn nữa làm gì có bảo vật nào có thể chống lại loại sức mạnh đáng sợ này? Bỗng nhiên trời đổ đầy nước, tiếp đó ngược dòng mà quay về, một lần nữa quay lại trong bảo châu màu xanh lam đó. Đường Tuấn thu bia đứng đó, đạo sĩ Minh Tâm khó hiểu nói: chẳng lẽ trì hòa vũ muốn tha mang cho cậu ta? Lão tổ của Lưu Quang Biện không cam lòng nói: giết, giết cậu ta chỉ có sắc mặt của trì hòa vũ thay đổi bởi vì cảnh tượng vừa rồi cũng không phải do anh ta làm. Anh ta hận không thể giết chết được đường Tuấn, làm sao lại thu tay chứ? Tâm niệm anh ta vừa động, chuẩn bị tiếp tục thúc giục Bảo Châu hoàn toàn giết chết đường Tuấn thì ai mà biết được tinh thần lực của anh ta vừa tiếp xúc với Bảo Châu liền cảm thấy một luồng khí thức nóng truyền đến từ Bảo Châu. a à, cỗ khí thức này quá nóng. Chỉ mới tiếp xúc một chút đã làm thương tổn tới tinh thần của trì hòa vũ khiến anh ta không nhịn được mà la lên. Trì Hòa Vũ không còn dám tiếp xúc với bảo châu màu xanh lam nữa mà sợ hãi nhìn. Hạt bảo châu này cũng không phải do anh ta chế tạo, mà là lấy được từ chiến trường thần ma, anh ta nhờ vào đó mà nhỏ nước xuống. Từ cổ tịch mà anh ta biết, hạt bảo châu này có liên quan đến tiên thiên thần văn nên anh ta mới hao tốn rất nhiều tâm sức để nghiên cứu. Vốn anh ta cho rằng đã bước đầu khống chế được bảo châu nhưng không rằng lại mất kiểm soát như vậy. Trì Hòa Vũ cao mày, xảy ra chuyện gì vậy? Đường Tuấn cười nói, xem ra viên chân châu này không nghe lời anh rồi. Trì Hòa Vũ lạnh lùng nói, không nghe lời tôi thì chẳng lẽ nghe lời cậu chắc. Đường Tuấn mở lòng bàn tay, viên chân châu đột nhiên rơi vào tay anh. Anh nhìn Trì Hòa Vũ châm chọc nói, ngày đó anh cướp đi bia vạn giới, hôm nay tôi cướp chân châu của anh, anh có thể làm gì tôi? Audio điện tử võ tấn bền Chương 2146 ba vị lão tổ thượng Tam Tông đã chết. Trì Hòa Vũ chỉ sửng sốt một lát, Song Long Thủy Hỏa Lao đã về phía anh ta. Hai luồng sức mạnh hoàn toàn khác nhau đang tàn phá trong cơ thể Trì Hòa Vũ, chỉ trong chốc lát, toàn thân Trì Hòa Vũ nổ tung vài nơi, máu tươi chảy đầm đìa, không còn khí phách như trước kia. Dừng tay, một tiếng quát chói tai bỗng nhiên vang lên. Đường Tuấn không cho Song Long Thủy Hỏa dừng lại mà nhìn về một hướng khác, anh nhìn đạo sĩ Minh Tâm nói, ông bảo tôi dừng tay sao? Đạo sĩ Minh Tâm đứng ra khẽ nhíu nói, chị Hòa Vũ đã sắp bị cậu đánh chết, như vậy là đủ rồi, tôi khuyên cậu làm người phải có lòng khoan dung, đừng làm quá mức. Đường Tuấn hỏi, vậy ý ông là? Đạo sĩ Minh Tâm nói, cho chùa Thái hư chúng tôi chút thể diệt, dừng tay đi. Cung trang Mỹ Nữ cũng đứng ra nói, chùa Tương Tư chúng tôi cũng có ý này. Người đàn ông trung niên chùa Lưu Quang cũng đứng ra cười lạnh một tiếng và nói, chùa Lưu Quang chúng tôi cũng đảm bảo. Ý tứ của bọn họ rất rõ ràng, Thượng Tam Tông chúng tôi cũng ra mặt, coi như là cho anh một chút thể diện. Thể diện lớn quá. Đường Tuấn lắc đầu, sắc mặt bỗng nhiên lạnh lùng nói, "Đáng tiếc ở đây tôi không quan tâm. Vừa rồi lúc Trì Hòa Vũ ra tay với tôi, các người sao không đứng ra? Bây giờ anh ta sắp phải chết thì các người lại đứng ra làm người tốt, vậy tôi là kẻ ngốc à?" Nói xong, Đường Tuấn niệm tâm, sức mạnh của Song Long Thủy Hỏa tăng vọt, trong chớp mắt đã nhấn chìm Trì Hòa Vũ. Trì Hòa Vũ chỉ giữ vững một lúc rồi xin tha mạng, đáng tiếc rằng không thể nào được, cuối cùng giọng nói và toàn bộ khí tức của Trì Hòa Vũ biến mất. Đường Tuấn thu hồi lại viên chân châu, chế diễu nói, bây giờ tôi giết anh ta các người có thể làm gì chứ? Tôi không muốn cho các người thể diện, vậy thì các người có thể làm gì tôi? Sắc mặt của Thượng Tam Tông đột nhiên xanh loét, bọn họ thật sự không muốn nói đỡ cho Trì Hòa Vũ, mà là muốn lấy được cách đột phá hóa thần cảnh trung kỳ, Bọn họ vốn dĩ cho rằng Đường Tuấn sẽ nể nang, nhưng không ngờ Đường Tuấn lại trực tiếp giết ông ta, điều này tổn hại đến mặt mũi của bọn họ. Đạo sĩ Minh Tâm giận đến mức bộ râu run lên, cậu dám coi thường ba vị thượng tam tông chúng tôi. Ánh mắt Đường Tuấn bỗng nhiên lạnh lẽo nói, tôi không chỉ coi thường thượng tam tông các ông mà hôm nay tôi còn muốn giết chết ba người. Chương 2147, vùng đất di khí. Anh, cuối cùng thịnh tư đường chỉ đường tuấn, trong lúc nhất thời lại không biết phải nói gì. Đồ Yên Nhi lại hô lên, thầy ơi, đường đại ca thắng rồi, đường đại ca thắng rồi. Thịnh tư đường thở dài nói, thắng có ích lợi gì, chỉ là tạm thời mà thôi. Đồ Yên Nhi ngẩn người, không nhịn được hỏi thầy, ý thầy là sao? Thịnh tư đường nói, nếu chỉ hòa vũ liên lạc với ngoại vực của thần đình, điều này thể hiện đã có đại năng để mắt đến nơi này. Trì Hòa Vũ chỉ là một tên lính hầu của các đại năng thôi, chết rồi cũng không quan trọng, nhưng lại phá hỏng sự sắp xếp của đại năng. Bàn tay nhỏ của Đồ Yên Nhi che miệng lại, khi nghĩ đến một khả năng, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Thịnh Tư đừng nói, con chắc chắn cũng đã nghĩ tới. Nếu như thầy đoán không lầm, các đại năng ngoại vực rất nhanh sẽ đến thế giới này, đến lúc đó biết được chuyện Trì Hòa Vũ, ai có thể tiếp nhận sự giận dữ của bọn họ. Đồ Yên Nhi nuốt nước miếng, thần đình của thế giới man hoang cũng là một thế lực siêu nhiên, nhưng chỉ là một nhánh của thần đình chính thức thôi, có thể suy ra ngoại vực thần đình khủng khiếp như thế nào, sợ rằng thật sự người hóa thần như mưa. Đường Tuấn nghe thấy cuộc hội thoại của hai người, bình tĩnh mà không khỏi ngang ngược đáp lại, để cho bọn họ đến đây, tôi cũng giết không ít thiếu niên hóa thần ngoại vực. Thịnh tư đường cười nhạt, trong đôi mắt lộ ra vẻ khinh thường. Người này e rằng còn không biết sức mạnh của ngoại vực thần đình, cho rằng giết được mấy thiếu niên hóa thần thì có thể coi trời bằng vung. Phải biết mặc dù thiếu niên hóa thần ngoại vực lợi hại, nhưng dẫu sao cũng chưa đủ lớn. Mà lần này hóa thần xuống, ít nhất đều bằng với cấp bậc của trì hòa vũ, hơn nữa còn có các loại bí bảo, linh khí. Trì hòa vũ căn bản không thể so sánh với bọn họ được. Bỏ đi, để cậu ta tự tìm chỗ chết đi. Thịnh tư đường không lên tiếng, dẫu sao lúc này đường Tuấn vừa mới giết trì hòa vũ, giết ba lão tổ, ông ta cũng không phải đối thủ của anh. Mà lúc này, ngoại vực cách thế giới man hoang không xa, một vật khổng lồ đang bay trong bầu trời đầy sao. Vật khổng lồ này giống như một chiếc tàu chiến, nhưng to hơn chiếc tàu chiến thông thường gấp mấy trăm lần. Bên trong căn phòng nào đó trên tàu chiến, chính giữa là một cái bàn tròn có 12 vị trí. Trên mỗi vị trí hiện lên một hư ảnh, những hư ảnh tu sĩ này lưng mọc ra một đôi cánh, cả cơ thể lóe lên luồng sấm sét cũng có người toàn thân do đá tạo thành, thân hình to lớn vô cùng kỳ dị. 12 bóng người lại đến từ những chủng tộc khác nhau. Toàn bộ mặt mũi họ được bao phủ bởi ánh sáng, không thể thấy rõ được. chương 2148, muốn tìm tôi để đòi công bằng, rất tốt. Ba vị lão tổ thượng Tam Tông chết, môn phái lâu đời vô cùng phẫn nộ, một vài tu sĩ cấp cao lập tức muốn tìm đường Tuấn báo thù, thậm chí tuyên bố muốn đường Tuấn quỳ xuống cửa thượng Tam Tông đền tội, Thằng nhãi kia có bản lĩnh đánh bại Trì Hòa Vũ, giết ba vị lão tổ ư? Tôi không tin, cậu ta nhất định đã dùng đến thủ đoạn gì đó mà người khác không nhận ra. Trong lòng rất nhiều người đều nghĩ như vậy, bọn họ không tin kết quả của trận chiến này, cho rằng Đường Tuấn chắc chắn đã dùng thủ đoạn nào đó. Đường Tuấn là người của Thần Đình, Thịnh Tư Đường không hỏi không quan tâm sao? Có người nghĩ tới vấn đề này. So với Trì Hòa Vũ, bọn họ càng sợ thịnh tư đường người đang đương nhiệm lam thiên sứ này hôm nay thượng tam tông đã không có cảnh giới hóa thần chấn giữ bọn họ chỉ có thể gửi hy vọng vào thịnh tư đường làm chỗ dựa cho bọn họ cung chủ đương nhiệm của cung thái hư chu nhất nho đi tìm thịnh tư đường cuối cùng nhận được một câu lạnh như băng thượng tam tông các người muốn chết thì tự mình đi đi đừng lôi kéo tôi chu nhất nho không phục chất vấn chẳng lẽ đại nhân cũng tự nhận mình không bằng cậu ta sao những lời này chu nhất nho cố ý nói để khiêu khích thịnh tư đường nhưng không ngờ thịnh tư đường thở dài nói tôi thật sự không bằng cậu ta tặng thượng tam tông các anh một câu không muốn diệt môn thì bỏ ý nghĩ báo thủ đi chu nhất nho ngơ người anh ta không ngờ thịnh tư đường sẽ nói những lời xui xẻo như vậy cậu ta thật sự mạnh như vậy sao chu nhất nho không cam tâm nói thịnh tư đường gật đầu nói nếu không phải là hóa thần cảnh trung kỳ thì căn bản không có tư cách giao đấu với anh ta trong lòng chu nhất nho giật thót thịnh tư đường cũng chỉ đạt cảnh giới hóa thần sơ cấp nói cách khác thịnh tư đường thừa nhận mình không hề có tư cách giao đấu với đường tuấn tôi biết rồi thanh âm của chu nhất nho vô cùng khổ sở lúc chu nhất nho trở lại chùa thái hư những người cấp cao của cung thái hư và chùa tương tư cũng đã bình tĩnh lại dường như đã quên mất mối hận này chu nhất nho đứng ở đỉnh ngọn núi cao nhất của cung thái hư phía sau cung thái hư có rất nhiều ngọn núi chập trùng Chu Nhất Nho trầm giọng nói, đợi đi, hoặc là đợi tôi đột phá cảnh giới hóa thần, có lẽ sẽ có cơ hội đánh với cậu ta một trận. Hay là đợi các hóa thần ngoại vực hạ phàm. Trường 2149 50 người nửa bước hóa thần. Anh nhìn về phía sở hải hỏi, điện lưu quang có mấy vị kiếm tiên và đạt cảnh giới gì? Sở hải im lặng một lúc nói, điện lưu quang tổng cộng có 10 vị kiếm tiên, đều là nửa bước hóa thần. Chủ nhân, Tân Thương Bình công bố tin tức này ra ngoài để tất cả mọi người đều biết, ông ta muốn mượn điều này để uy hiếp anh, nếu như anh thật sự ra tay với Lưu Quang, sợ rằng sẽ có rất nhiều người có thành kiến. Có thành kiến thì làm gì được, bọn họ chỉ nói ngoài miệng mà thôi." Đường Tuấn cười lạnh nói, mười vị nửa bước hóa thần cũng dám đe dọa như vậy. Sợ Hải, cậu tiến mười vị nửa bước hóa thần đi trước đi, điện Lưu Quang không cần phải tồn tại." Trong đại điện cả điện Lưu Quang bao gồm điện chủ Tân Thương Bình đang ăn uống no say với 10 vị kiếm tiên, trong điện có người đẹp tu vi cao thâm đang múa kiếm mua vui. Có người nói, điện chủ, ngộ nhỡ đường Tuấn thật sự lên núi giết người, chúng ta làm thế nào? Tân Thương Bình hừ lạnh khinh thường nói, cậu ta dám sao? Hôm nay điện lưu quang chúng ta là thế yếu, cậu ta thật sự dám ra tay người khác sẽ nói thế nào về cậu ta? Không sợ danh tiếng xấu à? Cho dù cậu ta không xin lỗi bồi thường, nhưng chúng ta làm suy giảm thanh danh của cậu ta như vậy cậu ta có thể làm gì được có người khen ngợi điện chủ quả thật cao minh đợi sau chuyện này danh tiếng của điện lưu quang còn có thể cao hơn một bậc vượt qua cung thái hư và chùa tương tư điện lưu quang chúng ta sẽ không sợ cường quyền nữa tân thương bình nói nói về tu vi tôi không bì được cậu ta nhưng về những thứ này mười đường tuấn cũng không phải đối thủ của tôi bỗng nhiên có tiếng đánh nhau kịch liệt truyền đến xảy ra chuyện gì vậy tân thương bình đột nhiên đứng dậy phá quân doanh đến đáp lễ một giọng nói như tiếng nổ vang lên tân thương bình quát lên đừng hốt hoảng bọn họ có mấy người có đệ tử đi ra cửa nói năm mươi tân thương bình hư lạnh khinh bỉ nói năm mươi người dám đến điện lưu quang chúng ta ngang ngược đúng là coi điện lưu quang ra gì thanh sơn kiếm tiên ông đi đi đưa đầu năm người ấy về đây tôi muốn đưa họ về phá quân doanh Thanh Sơn kiếm tiên đứng lên, cao giọng nói, đơn giản, các người chờ tôi quay về uống rượu. chương 2150, đi xem một chút. Cùng ngày, toàn bộ 10 vị kiếm tiên của Điện Lưu Quang bị giết, đệ tử Tinh Anh tổn thất gần một nửa. Trận chiến vào lúc này, Điện Lưu Quang đã từ thần đàn của Thượng Tam Tông xuống hạng, trở thành môn phái thứ nhì. Tin tức này truyền ra, lập tức có người đề nghị liên thủ trừng trị đường Tuấn, nhưng cuối cùng không giải quyết được gì. Dẫu sao hôm nay phá quân doanh không chỉ có một mình đường tuấn đạt cảnh giới hóa thần, còn có đến gần 200 vị nửa bước hóa thần. Thế lực này, ai có thể chống lại được? Sau khi xử lý xong chút chuyện, đường tuấn một mình đi tìm đạo sĩ Trung Thanh. Anh phải chuẩn bị trở về địa cầu, còn phá quân doanh, anh đã sắp xếp xong xuôi rồi. Đợi anh thuận lợi về lại địa cầu, phá quân doanh sẽ đi về sau. Thành phố Hoa Hạ, đạo sĩ Trung Thanh và đường tuấn đứng trước tinh lô. Cậu định về trước một mình sao? Đạo sĩ Trung Thanh không hiểu. Trở về hành tinh tổ tiên là chuyện lớn, đạo sĩ Trung Thanh có rất nhiều chuyện quan trọng chưa sắp xếp xong. Ý của ông ta vốn để cho Đường Tuấn đợi thêm một chút, nhưng Đường Tuấn từ chối, nói sợ trái đất xảy ra sự cố. Đường Tuấn ngẩng đầu tính toán thời gian, anh rời khỏi trái đất cũng đã 4 năm rồi, anh nhớ người thân, bạn bè, nóng lòng muốn về quê đạo sĩ trung thanh nói nếu như vậy thì cậu về trước đi anh sẽ nhanh chóng dẫn người đến đạo sĩ trung thanh khởi động tinh lộ tinh lộ này đã tu sửa nguyên vẹn khởi động không hề khó khăn một luồng ánh sáng bao phủ đường tuấn bóng người đường tuấn dần dần biến mất trong tinh lộ mặt trăng từ xưa đến nay được cho là có rất nhiều sắc thái thần thoại lúc này đường tuấn đang đứng trong một cái hố thiên thạch anh không nghĩ tới đầu bên kia tinh lộ thế nhưng không phải là địa cầu mà lại là mặt trăng chỉ là tinh lộ bị trận pháp bao trùm, dao động của trận pháp rất bí ẩn, ít nhất phải đạt đến hóa thần cảnh mới có thể phát giác được, đến cả vệ tinh thăm dò của địa cầu cũng không có khả năng phát hiện. Mặt trăng tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Đường Tuấn nhìn tinh lộ bị ẩn giấu trong trận pháp, sắc mặt có chút thay đổi. Có điều đường Tuấn cũng không có dự định ở lại điều tra thực hư đến cùng. Anh đang chuẩn bị rời khỏi, trở về địa cầu. Mặc dù mặt trăng cách địa cầu gần 400.000 cây em, hơn nữa còn có vũ trụ hoang sơ bên ngoài, nhưng dựa vào tu vi hiện giờ của anh thì đây không phải là vấn đề lớn. Sắc mặt anh bỗng nhiên thay đổi, anh thế nhưng lại nghe thấy âm thanh đánh nhau, hơn nữa lại chính là ở ngay mặt trăng, cách chỗ anh không xa. Đi xem một chút. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2150.